Xin chào các bạn khán giả của Hô Sang Kiến Thức. Các bạn thân mến, có thể nói, kể từ khi bị thực dân Pháp xâm lược, thì vận mệnh của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia đã có những mối liên hệ hết sức đặc biệt. Trong suốt hơn 100 năm, cả ba đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, để rồi cuối cùng đều giành được cho mình sự độc lập. Thế nhưng, vì những yếu tố về lãnh thổ, nên mối quan hệ giữa ba quốc gia vẫn luôn được duy trì và phát triển. Có thể ví von như là môi hở thì răng lạnh, cả ba đều cần tới sự giúp sức lẫn nhau trong những sự vụ lớn. Và trong một động thái mới nhất, thì Campuchia đã phải nhờ cậy tới người Việt để truy nã Sam Rensi. Người đàn ông này là ai? Tại sao Campuchia lại phải nhờ tới sự hỗ trợ của Việt Nam để truy nã ông ta? Và liệu Việt Nam sẽ đồng ý thực hiện yêu cầu này chứ? Để trả lời những câu hỏi trên, hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong video này của Hố Xanh Kiến Thức nhé! Các bạn thân mến, theo thông tin mới được đăng trên báo Khmer Times hôm 8 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, ông Hun Sen đã có những phát biểu yêu cầu chính phủ Việt Nam đề phòng mọi người cẩn thận về việc một người có thể vào Việt Nam bằng hộ chiếu Pháp. Tôi muốn nhấn mạnh với Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Nguyễn Huy Tăng, hãy gửi một thông điệp tới chính phủ Việt Nam để cảnh giác với một người sử dụng hộ chiếu Pháp để vào Việt Nam với tư cách là khách du lịch, ông Hun Sen nói. Tôi nhận được thông tin từ một trong những điệp viên của tôi rằng người đàn ông này đang cố gắng vào Campuchia qua các nước láng giềng để gây rắc rối cho tôi, ông nói. Vị thủ tướng của đất nước Chùa Tháp đã đưa ra nhận xét tại lễ khởi công một cây cầu bắc qua sông Mekong, một phần của đường cao tốc Phnom Penh – Ba Vét. Trong buổi lễ này có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Nguyễn Huy Tăng, và người đàn ông mà thủ tướng Campuchia nói tới, không ai khác ngoài ông Sam Rensi. Ông Hun Sen nói rằng nếu Rensi vào Việt Nam, chính quyền Việt Nam nên bắt giữ và giao ông ta cho Campuchia, bởi vì Rensi có lệnh bắt giữ do tòa án Campuchia ban hành. Ông nói rằng Campuchia và Việt Nam đã có một thỏa thuận dẫn độ và một số hợp tác pháp lý. Trước đây, ông ta từng dự định nhập cảnh vào Malaysia, nhưng Malaysia từ chối nhập cảnh. Bây giờ, anh ấy dự định nhập cảnh vào Thái Lan hoặc Việt Nam bằng hộ chiếu Pháp, Thủ tướng Hun Sen nói. Và để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề, Thủ tướng Campuchia còn bôi thêm rằng nếu chính quyền Việt Nam không bắt giữ, quan hệ Campuchia-Việt Nam sẽ trở nên xấu đi trong tương lai. Vậy Sam Rensi là ai mà khiến cho vị thủ tướng nắm quyền lâu nhất thế giới hiện nay phải lo lắng như vậy nhỉ? Tất nhiên là ông Hun Sen phải lo lắng rồi khi Sam Rensi chính là thủ lĩnh của đảng đối lập lớn nhất tại Campuchia, nơi mà Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự dẫn dắt của ông Hun Sen gần như là chính đảng duy nhất có quyền lãnh đạo đất nước kể từ sau thời kỳ Pol Pot, được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc nói tiếng Pháp của Campuchia trong thời kỳ cuối của chế độ bảo hộ Pháp tại nước này. Ông Sam Rensi có cha là một quan chức nhiệt huyết, tài năng và là một người bạn tâm giao tin cậy của vua Norodom Sihanouk. Quyền lực của Sari lớn tới mức từng có thời kỳ ông này đóng một vai trò quan trọng tại hội nghị Geneva năm 1954. Nhưng vào năm 1957, Sihanouk trở nên không hài lòng với Sam Rensi và sau đó bổ nhiệm ông làm đại sứ Campuchia tại Vương quốc Anh. Sau đó, một vụ scandal đã nổ ra ở Anh và Sam Rensi phải quay trở về nước trong hổ thẹn. Với con đường sự nghiệp bị chặn đứng, Sam Rensi đã thành lập một tờ báo thân phương Tây mang hơi hướng Cộng hòa có tên Sovereign People và xin phép Sihanouk thành lập một đảng đối lập. Cho tới thời điểm ấy, ông đã gần như chắc chắn nhận được sự hứa hẹn hỗ trợ bí mật từ nước ngoài. Tất nhiên, những hành động này của Sari đã khiến nhà vua vô cùng tức giận. Lo sợ bị bắt, Sari chuyển tới Nam Việt Nam, nơi ông được chính quyền Ngô Đình Diệm và phong trào chống Sihanouk mang tên Khmer Sari chào đón. Tuy nhiên, ông đã qua đời trong một tình huống hết sức bí ẩn vào năm 1962. Con trai ông từng khẳng định rằng có thể là do những người bảo trợ mới của mình ám sát. Sau đó, gia đình Rensi sống ở Phnom Penh trong điều kiện thiếu thốn cho tới năm 1965, khi Sihanouk, trong một hành động tùy hứng và bốc đồng, đã trục xuất họ. Cả gia đình sau đó định cư tại Paris và phải dựa vào các mối quan hệ của Sari trước năm 1954 để tiếp nhận hỗ trợ tài chính. Khi Sihanouk bị hạ bệ vào năm 1970, phần lớn gia đình Rensi quay trở lại Campuchia. Rensi tuy vậy đã quyết định ở lại vì ông hạnh phúc với cuộc sống ở Paris. Và khi đó, ông đang hẹn hò với Samora Chodlong, con gái của một cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Sihanouk.
Samura, cũng giống Renzi, đã bắt đầu một sự nghiệp thành công của mình trong ngành ngân hàng. Cả hai kết hôn vào năm 1971. Renzi trở về Campuchia vào tháng 12 năm 1991, thời điểm khởi đầu của cuộc tổng tuyển cử quốc gia tại nhà nước Campuchia được Liên Hợp Quốc bảo trợ. Ông chính thức tham gia vào đảng Bảo Hoàng Fusipek, đứng đầu bởi con trai cả của Sihanouk là Hoàng thân Norodom Renarit, một nhân vật bóng bẩy nhưng ích kỷ chưa bao giờ được Renzi tin tưởng. Fusipek tham gia tranh cử vào năm 1993 chống lại đảng Nhân dân Campuchia, vốn thống trị nền chính trị Campuchia dưới nhiều tên gọi khác nhau kể từ năm 1979. Fusipek thắng cử, nhưng Hun Sen bằng cách đe dọa sẽ châm ngòi nội chiến đã ép buộc những người Bảo Hoàng phải cùng với CPP thiết lập một chính phủ liên hiệp khá kỳ lạ. Sau đó, người đàn ông này trở thành Bộ trưởng Tài chính. Renzi giữ chức vụ này trong gần một năm trước khi ông bị ép buộc phải từ chức do cáo buộc một nhân vật quyền lực thân chính phủ tham nhũng. Một cựu quan chức Khmer Đỏ học tập tại Paris vào những năm 1950 đã thay thế vị trí của Renzi. Sau đó, Renzi đã bị trục xuất khỏi Fusipek vào Quốc hội. Vào năm 1995, ông thành lập một đảng đối lập lấy tên ông. Sự nổi tiếng của đảng này đã khiến Hun Sen nổi giận và đã âm mưu tạo ra một vụ tấn công lựu đạn khác vào năm 1997. Vào năm sau, đảng của Renzi đã giành được 22% phiếu bầu và đã ngăn cản chính phủ thành lập nền quốc hội mới. Ông bị Hun Sen trục xuất tới Pháp vào năm 2010 và trở lại để tham gia vào cuộc bầu cử năm 2013. Khi đó, đảng của ông, vốn mới được củng cố lại dưới tên gọi mới là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc, đã cực kỳ thành công và có lẽ thu được kết quả tốt hơn nhiều những gì được công bố. Sau bầu cử, Renzi dựa trên các chứng cứ chắp vá, tuyên bố đảng đối lập của ông đã chiến thắng một cách tuyệt đối và chuẩn bị điều hành đất nước. Hun Sen đã bác bỏ những tuyên bố này. Renzi sau đó không chấp nhận cho các nghị sĩ đắc cử của đảng mình nhận ghế ở quốc hội. Khi bài điểm sách này được viết vào tháng 7 năm 2014, họ vẫn đang tiến hành tẩy chay quốc hội mới. Tuy nhiên, tất cả không chỉ có vậy. Với tham vọng về quyền lực, Sam Renzi đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Trong số đó, ông ta thực hiện việc xuyên tạc về người Việt. Ở Campuchia, Sam Renzi tuyên truyền rằng Việt Nam xâm lấn biên giới. Hun Sen là tay sai của Việt Nam để kích động dân chúng phá hoại nền dân chủ của Campuchia để ông ta lên nắm quyền. Chưa hết, Sam Renzi còn tuyên truyền với dân Campuchia và người Khmer Nam Bộ lòng thù hận Việt Nam. Yêu sách đòi Việt Nam phải công nhận rằng trước năm 1979, giải đất từ Ninh Thuận trở vào thuộc Campuchia Krom. Sam Renzi hứa hẹn rằng khi nắm quyền sẽ giành lại đảo Phú Quốc, tiếng Cam gọi là Contra, và yêu sách ly khai cho cộng đồng Khmer Nam Bộ. Còn nhớ, trước kỳ bầu cử quốc hội nhiệm kỳ thứ tư vào ngày 27 tháng 7 năm 2008, ông Sam Renzi, lúc đó là chủ tịch đảng Sam Renzi, đã đưa ra cương lĩnh tranh cử. Nếu đảng Sam Renzi thắng cử và lập chính phủ, thì ông và chính quyền Campuchia do ông cầm đầu sẽ thực hiện 3 việc lớn. 1. Sửa hiến pháp Campuchia và xác định Việt Nam là kẻ thù số 1 của Campuchia. 2. Đuổi hết người Việt Nam ra khỏi Campuchia. 3. Đòi lại Nam Bộ của Việt Nam. Song cuộc bầu cử quốc hội Campuchia ngày 28 tháng 7 năm 2013, ông Sam Renzi có điều chỉnh chiến lược tranh cử theo hướng giảm bớt những lời hô hào, hứa hẹn một cách lố bịch và vô liêm sỉ như năm 2008, nhưng vẫn hướng mũi nhọn chống Việt Nam của một kẻ chuyên nghề liệu oán trả ân. Đặc biệt, sau bầu cử này, người đàn ông này lại có một số lời nói xuyên tạc lịch sử, như đảo Phú Quốc đã thuộc chủ quyền của Việt Nam trước đây hơn 200 năm là của Campuchia. Tuy nhiên, những luận điệu vô căn cứ này chỉ nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người dân thiếu hiểu biết. Và sau các thất bại liên tiếp trong các cuộc bầu cử tại Campuchia do không giành được sự ủng hộ của người dân, năm 2014, Sam Renzi đã kích động tổ chức các hoạt động biểu tình gây bất ổn an ninh xã hội, vi phạm pháp luật Campuchia nhằm làm thay đổi kết quả bầu cử. Dẫn đến từ năm 2015 đến nay, người đàn ông này phải trốn sang Pháp lưu vong nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tất nhiên, trốn thì trốn vậy thôi, chứ tội lỗi của ông ta gây ra thì vẫn phải được xác định. Vào tháng 3 năm ngoái, tòa án Phnom Penh đã tuyên án 10 năm tù giam với ông Sam Renzi sau khi kết tội ông cầm đầu một nhóm nổi dậy bất hợp pháp và chủ mưu lật đổ chính phủ Campuchia. Tòa án Phnom Penh phán quyết rằng ông Sam Renzi cùng 6 người cầm đầu khác âm mưu, xúi dục gây ra những hành động gây bất ổn xã hội và bất tuân quân đội.
Trước đó, theo tờ The Phnom Penh Post, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Tòa án Phnom Penh đã truy tố và ra lệnh bắt giữ ông Sam Rensi vài ngày sau khi ông đăng video lên Facebook kêu gọi người dân tại Phnom Penh và thành phố Tas Mau bất tuân lệnh phong tỏa chống dịch và trở lại cuộc sống bình thường. Trước nữa, vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, Tòa án Phnom Penh kết án từ 20 đến 25 năm tù đối với ông Sam Rensi cùng 8 thành viên của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia vì tội mưu lật đổ và tấn công chính quyền, theo Khmer Times. Những bị cáo này đều đang sống lưu vong ở nước ngoài, trong đó ông Rensi sống tại Pháp. Ông Rensi và thành viên của đảng này đã phản đối bản án và gọi đó là hành động mang động cơ chính trị. Quay trở lại câu chuyện chính, thì những lời của người đứng đầu Campuchia có lẽ không phải là một sự lo lắng thái quá khi truyền thông Malaysia ngày 29 tháng 1 cho biết đã trục xuất ông Rensi, người đã nhập cảnh vào nước này vào ngày trước để tổ chức một cuộc họp với những người ủng hộ ở đó. Rensi đã vào Malaysia bằng hộ chiếu Pháp và được cho là đã bị trục xuất khỏi nước này. Vậy liệu Việt Nam có thể để cho Sam Rensi dễ dàng đi qua lãnh thổ của mình để vào thực hiện các hành vi chống phá tại Campuchia hay không? Với những gì đã gây ra cho cả Việt Nam và Campuchia từ trước tới nay, thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng có ở đây là ông sẽ được cán bộ của Việt Nam hộ tống và bàn giao tận tay cho các cơ quan công vụ của đất nước chủ tháp. Bởi đơn giản, kể từ lúc những ngôn từ xuyên tạc bẩn thỉu được phát ra khỏi miệng ông ta, thì cũng là lúc các chiến sĩ trinh sát của Việt Nam bắt đầu đưa ông ấy vào tầm ngắm, thậm chí là ngay tại nơi ông ta đang lẩn trốn, Paris. Chắc chắn, nhất cử nhất động của Sam Rensi không chỉ được theo dõi sát bởi những điệp viên của Hun Sen, mà còn có cả những bụi cỏ bên nói. Nếu các bạn không tin, thì hãy nhìn vụ Trịnh Xuân Thành, một con người cao ngạo bao nhiêu, tự tin bao nhiêu sau khi đã trốn thoát lệnh truy nã tới tận nước Đức xa xôi mà vẫn phải tự mò về nước để đầu thú đấy thôi. Còn vấn đề tại sao các chiến sĩ của ta không bắt ông ta để trao luôn cho chính quyền Hun Sen xử lý, thì đơn giản, đây là một công dân của nước bạn và là vấn đề của nước bạn. Việc Việt Nam ta nhúng tay quá sâu, vừa mất đi tính chính danh, vừa khiến cho các cơ sở của chúng ta bị lộ không cần thiết. Chỉ khi nào ông ta có ý định đi vào Việt Nam thì lúc đó mới là thời cơ cho chúng ta. Ông Jang Peon, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia nói rằng ông Rensi sẽ không thể vào Việt Nam vì ông hiểu rõ mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam. Bên cạnh đó, rất có thể ông Rensi sẽ không dám vào Thái Lan vì tình hình chính trị tại quốc gia này cũng chưa chắc chắn và nó có thể gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho ông ta. Ông Peao nói thêm rằng chính quyền Thái Lan rất có thể cũng sẽ chú ý đến lời kêu gọi của Campuchia. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu Sam Rensi có muốn thử sức với công an và quân đội Việt Nam để trở về đất mẹ hay không? Xin mời các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn vào nút thích và chia sẻ để kiến thức được lan tỏa nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn sự theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của Hố Xanh Kiến Thức. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!